Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đẩy giá vàng lên cao, chiêu trò móc hầu bao dân của Thủ tướng như thế nào. Những ngày cuối năm 2023, giá vàng ở Việt Nam tăng vọt như con ngựa bất kham. Có những thời điểm giá vàng bật lên ở mức khoảng 80 triệu đồng mỗi lượng, trong bối cảnh đồng USD lên rất ít, chỉ khoảng 2%, tương đương với 24.325 đồng trên mỗi đô la, trong khi lãi suất tiền gửi đạt kỷ lục thấp chỉ còn khoảng 1,9%. Tại sao giá vàng ở Việt Nam lại có những biến động phức tạp đến như vậy, trong khi các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Campuchia, giá vàng vẫn phù hợp với biến động của thế giới, thấp hơn giá vàng ở Việt Nam đến khoảng 20 triệu đồng mỗi lượng vàng. Giá vàng miếng SJC tăng lên dữ dội tới 80 triệu đồng, làm nhiều người tăng sổng. Tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 12 đưa tin với tiêu đề giá vàng miếng tăng dữ dội lên 8 triệu đồng, nhiều người tăng sổng. Bản tin cho biết từ đầu tháng 12 cho đến năm 2023 cho đến nay, lực cầu trên thị trường vàng trong nước luôn tăng cao hơn so với lực bán ra. Hiện giá vàng miếng đã lên đến gần 80 triệu đồng mỗi lượng. Vẫn theo tờ báo Lao Động, đầu giờ sáng ngày 26 tháng 12, lượng vàng trong nước tiếp tục ghi nhận những đợt tăng dữ dội, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn 4.9. Theo giới thiệu giới chuyên gia, việc giá vàng tăng cao tại thời điểm cuối năm không ngoài mục đích của chính phủ muốn móc vàng nằm trong hầu bao của người dân. Trước đó, giới đạo thì luôn khẳng định rằng tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm. Một phép thức hết sức đơn giản và dễ hiểu là ngân hàng nhà nước đang cho in tiền hết công suất, bất kể tình trạng lạm phát, để đẩy giá vàng lên mức cao nhất như có thể, với hy vọng dân chúng thấy giá cao đem vàng ra bán để mà thu về một đống tiền đang mất giá, gần như là giấy lộn. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các ngân hàng đang hạ lãi suất tiền gửi xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử, thậm chí có ngân hàng giờ chỉ ở mức 1,9% mỗi năm. Cùng lúc đó, giá vàng cũng cán mốc cao nhất trong lịch sử, trên dưới 80 triệu đồng mỗi lượng. Nhà báo Đào Tuấn của tờ báo Lao Động viết trên trang Facebook cá nhân rằng: giờ các bạn đã hiểu vì sao giá chênh tới 20 triệu so với thế giới mà dân vẫn mua, đã hiểu vì sao vàng trong dân còn nhiều mà mãi không thể dụ họ lấy ra khỏi ống bơ chưa. Theo giới chuyên gia, điều đó cho thấy nền kinh tế Việt Nam đã thủng đáy và những người có tiền chẳng có cách nào khác ngoài việc lao vào đánh bạc với vàng. Nhưng ít người đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đây chỉ là trò chơi mà trong đó mọi người móc túi lẫn nhau. Người trước móc túi người sau và cứ thế đẩy giá vàng tăng lên, không có điểm dừng. Một cửa hàng vàng ở Việt Nam. Vậy giá vàng sẽ được đẩy lên đến mức nào là câu hỏi được đặt ra. Vẫn theo các chuyên gia tài chính, không thể dự đoán được, nhưng đây chắc chắn là trò chơi đang đến hồi khát nước cận Tết. Tổng giá trị của trò chơi này luôn bằng không. Kẻ thắng cuộc sẽ là kẻ chốt được đơn hàng ngay khi cơn thủy triều rút đi. Học giả Trương Nhân Tuấn cho rằng vàng trong dân còn nhiều lắm. Câu này không nhớ cha nào nói, nhưng công nhận cha này nói đúng. Làm cách nào để hốt vàng trong túi người dân đây là câu hỏi đang được đặt ra. Học giả Trương Nhân Tuấn đề xuất một cách khác nhau, ví dụ như cách 1 là bước 1 là in tiền, bước 2 là tung tiền ra mua vàng bằng mọi giá. Cách này nhất cử lưỡng tiện, vừa hốt được vàng trong dân vừa cứu được bất động sản. Cách 2 là bước 1 là in tiền, bước 2 là tung tiền mua vàng bằng mọi giá, bước 3 là đổi tiền. Cuối cùng, ông Trương Nhân Tuấn kết luận, cách nào thì người dân cũng sạch túi và bất động sản cũng được cứu. Trên thế giới, theo quy luật kinh tế chung, quốc gia nào tích trữ vàng nhiều nhất thì sẽ không lo bị lạm phát, vì lúc cần họ sẽ tung vàng ra bán để bình ổn nền kinh tế. Ở Việt Nam, tâm lý tích trữ bằng vàng ăn sâu vào tiềm thức của người dân, trải qua nhiều biến động lịch sử. Nắm bắt tâm lý này trong lúc nền kinh tế Việt Nam khốn đốn lao đao, nhà nước đã ra chiêu đẩy giá vàng lên cao để mà móc túi dần. Dẫu vàng là một dạng hàng hóa, cả Việt Nam và thế giới đều được phép mua bán kinh doanh tự do. Nhưng kể từ năm 2012, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo đó, nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam: kể từ đó, người dân chỉ được phép kinh doanh chế tác vàng trang sức mỹ nghệ từ vàng miếng
vàng thỏi mua của nhà nước. Ai muốn tích trữ vàng bắt buộc phải mua theo giá nhà nước độc quyền, đắt hơn giá thế giới từ 10 đến 20 triệu đồng mỗi lượng. Với giá vàng tăng phi mã như gần đây, tăng lên mức hơn 100%, hỏi làm sao vàng trong dân không dần dần bị nhà nước móc hết. Thời điểm hiện nay, các nhà đầu tư vừa và nhỏ trong nước có tâm lý sợ đồng tiền mất giá nên cũng đổ xô đi mua vàng. Đầu năm mua một lượng vàng, cuối năm lời ra mấy triệu, ai cũng tưởng là có lãi. Nhưng tính đi tính lại, sau một năm, cộng cả tiền gốc lẫn tiền lời, cuối cùng vẫn không mua nổi một lượng vàng. Tiền để không thì mất giá, gửi ngân hàng thì lãi suất ngày càng giảm. Hơn nữa lại sợ bị lừa như vụ SCB thì mất trắng. Thế là dân lại quay ra mua vàng, tích trữ. Tóm lại, tiền của dân kiểu gì rồi cuối cùng cũng nuôi béo cho nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đẩy giá vàng lên cao, chiêu trò móc hầu bao dân của Thủ tướng như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng còn muốn biến Pháp Đình Việt Nam trở thành sân khấu hài đến bao giờ. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, Tòa án Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Trong số 38 người bị truy tố, có nhiều cựu quan chức cấp cao như hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Trung Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương, cựu Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Xuân Thăng. Ngoài ra, còn có nhiều quan chức lãnh đạo khác thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, cũng như các giám đốc, các cán bộ của CDC các tỉnh, thành phố liên quan. Các bị cáo trong vụ án này đã bị truy tố và đưa ra xét xử về các tội danh như đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được đề nghị giảm án từ chung thân xuống 20 năm. Dư luận xã hội trước phiên xét xử cho rằng đại án Việt Á chưa xét xử, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tìm mọi cách để giải cứu các quan tham. Dựa trên kết quả 2 ngày đầu xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, theo tường thuật của truyền thông nhà nước, giới quan sát nhận xét có nhiều dấu hiệu bất thường về việc chạy tội trắng trợn cho các quan chức phạm tội, bất chấp công luận. Cụ thể, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bất ngờ nhận tội và nộp lại 18,8 tỷ đồng, lập tức được đề nghị giảm từ chung thân xuống 20 năm. Lý do mà Viện Kiểm sát đưa ra là Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải. Vẫn theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt và cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ như có hai bác ruột là liệt sĩ. Phần thứ hai là đáng chú ý, mặc dù không có kháng cáo, nhưng cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn vẫn được Viện Kiểm sát chủ động đề nghị giảm thêm từ 6 đến 12 tháng tù. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, khắc phục toàn bộ hậu quả. Đây là thành tích công sức rất lớn của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã giúp cho hậu quả của vụ án được khắc phục nên được xem xét giảm án. Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu. Thứ ba, với cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, Viện Kiểm sát thấy rằng bị cáo đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ, bản thân bị cáo có nhiều bằng khen, giấy khen và đã thực hiện xong nghĩa vụ khắc phục hậu quả. Đồng thời, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao có văn bản xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Kết quả, Viện Kiểm sát phân tích và đề nghị chấp thuận kháng cáo giảm một mạch từ 16 năm tù xuống còn có 12-13 năm tù. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự, phiên sơ thẩm khẳng định bị cáo Lan đã chủ động tạo áp lực với đối tác, ép họ phải đưa hơn 20 tỷ đồng tiền hối lộ và tòa sơ thẩm đã tuyên án chung thân. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm chiều ngày 25 tháng 12, Viện Kiểm sát lấy lý do bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan và gia đình đã cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng,
có văn bản của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Ngoại giao xin giảm nhẹ hình phạt và bị cáo cũng đã thành khẩn nhận tội. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, đề nghị giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù, mặc dù bị cáo Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng, nhưng đến nay mới khắc phục hậu quả có 1 tỷ đồng. Cũng không thấy Viện Kiểm sát đề cập đến việc bà Lan khắc phục hậu quả ra sao. Theo giới quan sát, người được cho là thiệt thòi nhất trong vụ chuyến bay giải cứu đó là bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Bị cáo Kiên vẫn bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên án chung thân. Lý do mà Viện Kiểm sát đưa ra là Phạm Trung Kiên có hành vi vòi vĩnh, nhận hối lộ nhiều lần, tức là tới 253 lần, với số tiền đặc biệt lớn lên đến 42,6 tỷ đồng, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội, bị dẫn giải ra tòa. Được biết, Phạm Trung Kiên và gia đình nộp đầy đủ tiền khắc phục hậu quả, tổng số 43 tỷ, nhưng đại diện Viện Kiểm sát vẫn không chấp nhận kháng cáo. Trong khi bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ hơn 25 tỷ đồng, nhưng mới khắc phục hậu quả được 1 tỷ, vẫn được đề nghị giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm. Việc luận tội khác nhau một trời một vực giữa hai bị cáo Phạm Trung Kiên và Nguyễn Thị Hương Lan của Viện Kiểm sát khiến công chúng chỉ biết lắc đầu. Cũng xin nhắc lại, theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc nộp lại tiền do bị cáo phạm tội mà có là điều bắt buộc, không được sử dụng làm tình tiết để giảm nhẹ bản án. Công luận thấy rằng viên xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu đã cho thấy tòa án không khác gì một sân khấu hài kịch, cười dưới nước mắt về sự tùy tiện của những kẻ thực thi luật pháp. Và một điều rất rõ, vụ án này đã bị ma lực của đồng tiền chi phối. Đại án Việt Á tới đây rồi cũng đi theo vết xe đổ này mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Trọng còn muốn biến Pháp Đình Việt Nam trở thành sân khấu hài đến bao giờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de